Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với Surface Pro Channel. Như mọi người cũng biết thì Surface Pro 8 là dòng Surface đứng đầu trên bảng xếp hạng top 2 trong một đáng mua nhất của năm 2021. Trong khi Laptop Studio là dòng Surface mạnh nhất trong vòng một thập kỷ qua. Do đó mà rất khó cho mọi người lựa chọn giữa hai con máy này. Vì vậy trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói lên ưu nhược điểm của từng dòng cũng như so sánh giữa hai con máy và đưa ra điểm đánh giá khách quan để cho mọi người dễ dàng lựa chọn hơn nha. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau nói về thiết kế của hai con máy. Bởi vì nếu chúng ta bỏ qua sức mạnh hiệu năng thì thiết kế chính là yếu tố tiên quyết giúp chúng ta quyết định đâu mới là con máy phù hợp với mình. Cụ thể thì Surface Pro 8 là Tablet Lite hay còn được gọi là Tablet 2-in-1, cho phép tháo rời phần bàn phím và sử dụng màn hình như một chiếc tablet 13 inch tiêu chuẩn. Pro 8 cũng là một phiên bản Pro lột xác hoàn toàn nhờ viền bezel mảnh và cái góc bo tròn tạo cảm giác mềm mại hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, Surface Laptop Studio là một dòng laptop nghiêng khối cho phép tháo rời phần bàn phím cũng như vẫn có thể chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều chế độ sử dụng khác nhau nhờ phần bản lề do Microsoft tự xây dựng. Bạn có thể sử dụng Laptop Studio như một laptop nghiêng khối khi ở trạng thái cơ bản Laptop Mode hoặc là đẩy màn hình ra phía trước để xem đa phương tiện như Tablet và ta gọi là Stay Mode, hoặc là gặp màn hình xuất sát mặt bàn để tương tác như bản vẽ kỹ thuật số và mình gọi đây là Studio Mode. So với Laptop Studio thì Surface Pro 8 nhỏ và gọn hơn đáng kể. Cụ thể thì Pro 8 có kích thước thân máy là 28.7-20.8-0.93cm, màn hình 13 inch và trọng lượng là 891g. Trong khi Laptop Studio có các thông số tương tự lần lượt là 32.32, 22.83 và 1.89cm, màn hình 14.4 inch và trọng lượng là 1.8kg. Một điểm cần cân nhắc khác chính là Surface Pro 8 mang đến hai tùy chọn màu sắc gồm đen nhám và bạch kim, trong khi Surface Laptop Studio chỉ có một tùy chọn màu sắc duy nhất là bạch kim. Ngoài ra thì SSD nằm bên dưới chân đế của Pro 8 cũng dễ thay thế và nâng cấp hơn so với SSD nằm bên trong thân máy của Laptop Studio. Về hệ thống cổng kết nối thì hai dòng Surface này đang được xuất xưởng để kèm với hệ thống cổng kết nối giống nhau, gồm hai Thunderbolt 4, một Surface Connect và một jack âm thanh 3.5mm. Qua những thông tin mà Moon đã đưa ra thì các bạn cũng thấy là nếu chúng ta muốn tìm kiếm một con máy có tính di động cao thì hãy để ý tới Surface Pro 8, còn nếu tìm một con máy có thiết kế đặc biệt và đa năng thì Surface Laptop Studio là best option rồi. Vì vậy mà nói về điểm thiết kế thì muốn chấm hai con máy này hòa nhau. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhau đi nói về phần màn hình của hai máy này nha. Surface Pro 8 và Laptop Studio đều mang đến trải nghiệm quan sát mãn nhãn và gần như không có điểm gì phải phàn nàn. Cả hai con máy đều có màn hình cảm ứng tỷ lệ 32, tương thích với Surface Slim Band 2 và có viền bezel mỏng và độ sáng vượt mức trung bình. Đồng thời, hai dòng thiết bị này cũng được bổ sung thêm công nghệ Dynamic Refresh Rate mới nhất của Microsoft, cho phép giảm tần số quét xuống 60Hz để tiết kiệm điện năng và tùy chỉnh lên 120Hz khi thực hiện các tác vụ đòi hỏi độ mượt cao. Vì vậy, sự khác biệt giữa hai con máy này chủ yếu nằm ở những thông số, nhưng không đáng kể. Surface Pro 8 có độ phân giải là 2880x1920, mật độ điểm ảnh là 267 ppi, độ sáng tối đa là 532 nits, 103% gam màu sRGB. Trong khi đó thì Surface Laptop Studio có độ phân giải là 2400x1600, mật độ điểm ảnh là 201 ppi, 105% gam màu sRGB và độ sáng tối đa là 508 nits. Nhìn chung thì màn hình của hai con máy này không có gì khác biệt, đem lại trải nghiệm quan sát như nhau. Vì vậy mà về phần màn hình, mình lại tiếp tục chấm hai con máy này hòa. Nói về thiết kế tổng quan cũng như phần màn hình thì Surface Pro 8 và Laptop Studio đều hòa nhau. Vậy thì bây giờ mọi người hãy cùng mua đi tìm hiểu xem phần camera có gì khác biệt không nha. Surface Pro 8 đi kèm với cặp camera ở trước và sau, tương tự như nhiều dòng tablet khác. Camera trước 50MP của dòng thiết bị này có khả năng quay video 1080 hỗ trợ Windows Hello và camera sau có chất lượng là 10MP cho phép quay video 1080 hoặc là 4K. Trong khi đó thì Surface Laptop Studio được trang bị một camera 1080 ở mặt trước hỗ trợ tốt cho các ứng dụng video call tương tự như dòng laptop khác cùng tầm giá, nhưng không thể trở thành đối thủ của 50MP trên Surface Pro 8. Vì vậy mà không có gì tranh cãi khi Surface Pro 8 là winner ở hạng mục camera. Thời lượng pin là yếu tố tiếp theo mà chúng ta đem ra so sánh giữa hai con máy này. Và theo công bố của Microsoft thì Laptop Studio có thể hoạt động liên tục trong vòng 19 giờ và nhiều hơn 2 giờ so với Pro 8. Trong các thử nghiệm thực tế, khoảng cách nói trên cũng không được rút ngắn. Laptop Studio có thể hoạt động liên tục là 10 giờ 42 phút trong thử nghiệm lướt web ở độ sáng 150 nits, dài hơn con số 9 giờ 07 phút của Surface Pro 8 trong cùng một bài test. Mức thời gian này cũng tăng hoặc giảm tùy thuộc vào độ sáng và khối lượng công việc mà bạn xử lý. Vậy là chúng ta có thể xác định được gương mặt chiến thắng trong hạng mục thời lượng pin chính là Laptop Studio.
Khi so sánh bất kỳ con máy nào thì chúng ta không thể bỏ qua phần hiệu năng được, bởi vì đây là yếu tố cốt lõi quyết định đâu mới là con máy xứng đáng để mua. Dù được trang bị cùng CPU của thế hệ thứ 11 của Intel có khả năng xử lý tất tần tật các tác vụ thông thường, nhưng H series của laptop Studio đang mang đến hiệu suất mạnh hơn gấp nhiều lần so với G series được tích hợp trên Pro 8. Đây cũng là lý do tại sao mà Microsoft quảng cáo rằng Pro 8 là phiên bản Pro mạnh nhất trong danh mục Tablet 2-in-1, trong khi Surface Laptop Studio được giới thiệu là dòng Surface mạnh nhất của nhà Microsoft trong hơn 10 năm qua. Cùng với đó thì dù cả hai dòng Surface này đều có RAM lên đến 32GB, nhưng Surface Laptop Studio được bổ sung thêm tiêu chuẩn SSD lên đến 2TB, Pro 8 bị giới hạn ở dung lượng là 1TB. Cụ thể hơn thì laptop Studio có hai tiêu chuẩn bộ xử lý gồm Quad-Core 11 Gen Intel Core H35i5-11300H và Quad-Core 11 Gen Intel Core H35i7-11370H. Đi kèm với đó là đồ họa Intel Iris Xe và Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Các thử nghiệm thực tế cho thấy hiệu suất của chip i7 và i5 không quá chênh lệch, nhưng GPU chuyên dụng Nvidia GeForce RTX 3050 Ti trên tiêu chuẩn Core i7 tạo ra nhiều lợi thế về sức mạnh hơn. Vì vậy, nếu đặt ra yêu cầu khắt khe về hiệu suất kết hợp với CPU và GPU, bạn nên cân nhắc SKU Core i7 trên laptop Studio. Trên Surface Pro 8, Microsoft đang sử dụng hai tiêu chuẩn gồm Intel Core i5-11350G7 hoặc là Core i7-11850G7. Cả hai đều được tích hợp Intel Iris Plus và không có card RAID. Cụ thể, trong bài kiểm tra điểm chuẩn đa loại Geekbench 5, Surface Laptop Studio thiết lập nên kỷ lục mới với 5.820 điểm, cao hơn con số 5.347 điểm trên Surface Pro 8. Thử nghiệm kiểm tra khả năng sao chép trên SSD cũng cho thấy SSD 1TB của Surface Laptop Studio đang khiến cho Surface Pro 8 trở nên đáp vế. Tương tự, điểm chuẩn đồ họa 3D Mark Firestrike của Surface Laptop Studio cũng rất ấn tượng, đạt 10.356 so với con số là 4.851 của Pro 8. Xét trên khía cạnh hiệu suất thì Surface Laptop Studio rõ ràng đã vượt trội hơn. Vì vậy mà nếu bạn đang tìm kiếm một PC Surface mạnh nhất thì không lựa chọn nào tốt hơn Surface Laptop Studio cả. Và nói về bộ xử lý thì chiến thắng lại nghiêng về Surface Laptop Studio. Một điểm nữa mà Bonnie nghĩ cũng rất là quan trọng trong việc mua máy đó chính là giá bán. Và Surface Pro 8 cũng như Laptop Studio đều có giá trên 1.000 đô và thuộc phân khúc sản phẩm high-end của Microsoft. Cụ thể, cấu hình thấp nhất chạy chip Core 5 8GB RAM 128GB SSD của Surface Pro 8 được niêm yết tại hãng với giá là 1.100 đô, chưa bao gồm bàn phím. Các SKU còn lại có giá từ là 1.200 đến 2.300 đô, tùy thuộc vào bộ xử lý, kích thước RAM và SSD mà người dùng lựa chọn. Đối với Surface Laptop Studio, Microsoft mở bán với giá từ 1.600 đô, cao hơn khoảng 500 đô so với Pro 8 cho SKU Core 5 16GB RAM 256GB SSD. Trong khi đó, thì phiên bản mạnh nhất của dòng thiết bị này có giá lên đến 3.100 đô. Có thể thấy Surface Pro 8 là sự lựa chọn thân thiện với ngân sách hơn, tuy nhiên giá muốn nói về Pro 8 ở trên vẫn chưa bao gồm bàn phím và phụ kiện. Tổng quan mà nói thì Surface Laptop Studio hay là Pro 8 đều là những con máy có nhiều cải tiến nhất mà Microsoft từng cho lên kệ. Tuy nhiên thì việc lựa chọn giữa hai con máy thì tùy thuộc vào nhu cầu của bản thân. Riêng Moon thì muốn thiên về Laptop Studio hơn một xíu bởi vì đây là con máy đột phá mà Microsoft ra mắt vào năm 2021 này. Ok, video này đã kết thúc và như thường lệ các bạn đừng quên like, share cũng như bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Bye bye!